nè nè, thấy không? Ừ, tới luôn, dạng thật luôn. Mình xe thì mình cần có được cái lưỡi tốt nè, vấn đề kinh nghiệm ví dụ lựa hang đâu nữa, hang bóng, hang tròn, hang tốt rồi á, mình xe nó mau ăn hơn mấy hang cũ. Cái hang nó dẹp, nó dài ra, nó dẹp nó giống như cái miệng lịch gì à, mỗi người mỗi kỹ năng khác nhau rồi. Cái xe hang lịch vô chừng có khoảng có một gan tay mình à, là nghĩ chứ không xe vô hết cổng. Chứ là công việc mình rảnh gõi thời gian mình rảnh á, mình xe để mình kiếm thu nhập thêm vậy thôi. Nói chung khó khăn đó, có cái là mưa gió anh câu không được thôi, chứ trời nắng là câu được hết. Trọng lượng nó bo thì có 400 gram cũng có nữa. Giá thành bây giờ hiện tại bây giờ thì 100.000 ký, có hôm nhiều thì cũng được cho chục ký được.